Tại hội thảo bất động sản phía Nam đón đầu cơ hội phát triển hạ tầng mới đây, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, giám đốc bộ phận tiếp thị nhà ở CBRE Việt Nam cho rằng thị trường hiện nay đối diện với rất nhiều thách thức, nền kinh tế Việt Nam đang trải qua nhiều áp lực và ảnh hưởng rất nhiều đến thị trường bất động sản. Về nội dung cụ thể ra sao? Chuyên gia dự báo gì về thị trường bất động sản sắp tới? Ngay sau đây, quý khán giả hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu nhé! Thông tin về thị trường bất động sản phía Nam, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt cho rằng nền kinh tế thị trường đang trải qua nhiều áp lực và ảnh hưởng rất nhiều đến thị trường bất động sản. Thứ nhất, đó là sự sụt giảm rất nhiều về nguồn cung. Đây là bối cảnh khác với khủng hoảng trước đây. Thứ hai là sự mất cân đối về cung cầu. Thời gian qua, thị trường bất động sản tăng giá liên tục, các sản phẩm tầm trung và bình dân gần như không còn, trong khi nhu cầu phần lớn lại tập trung ở nguồn phân khúc này. Thứ ba, áp lực tăng lãi suất có giai đoạn hơn 15% ảnh hưởng đến tâm lý của người mua. Thứ tư là các vướng mắc pháp lý. Ông Kiệt nhấn mạnh, vướng mắc pháp lý là yếu tố tác động rất lớn đến thị trường hiện tại. Điều này khiến vòng đời triển khai của một dự án kéo dài, do đó đẩy chi phí đầu tư tăng, dẫn đến giá bán tăng cao. Cuối cùng là niềm tin của nhà đầu tư. Thị trường Việt Nam phát triển rất nhanh trong giai đoạn 2015-2019. Số lượng nhà đầu tư rất nhiều. Đặc biệt, nhà đầu tư Việt Nam rất nhạy cảm. Với những yếu tố tác động trên thị trường thì tâm lý nhà đầu tư thay đổi rất nhiều. Trong khi nhu cầu thực tế thì nguồn sản phẩm lại đang rất hạn chế. Ngoài ra, niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường đã bị tác động. Nhiều người băn khoăn có nên tiếp tục đầu tư vào thị trường lúc này không? Thống kê của CBRE Việt Nam cho thấy, trong nửa đầu năm 2023, tổng số nguồn cung của thị trường thành phố Hồ Chí Minh khoảng 340.000 sản phẩm. Các khu vực chiếm tỷ trọng cao là phía Đông và phía Nam của thành phố. Trong đó, khu vực phía Đông là khu vực có tốc độ tăng trưởng nhiều nhất. Xét về tỷ lệ hấp thụ thì cả hai khu vực này cũng dẫn đầu. Tính đến nửa đầu năm 2023, nguồn cung sụt giảm 72% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với giai đoạn đại dịch COVID-19. Đáng lưu ý, nếu như giai đoạn trước 2020, số lượng phân khúc tầm trung chiếm đa số, thì sau giai đoạn này, nguồn cung chủ yếu tập trung vào phân khúc cao cấp. Thống kê về giá, từ giai đoạn 2019 đến nay, bình quân các phân khúc đều tăng giá. Điều này lý giải vì sao thị trường hiện nay tập trung phần lớn vào phân khúc cao cấp. Những khu vực trước đây vốn là nơi tập trung các dự án trung cấp thì nay đã xuất hiện sản phẩm cao cấp. Trong tương lai, khu vực trung tâm sẽ không còn sản phẩm trung cấp nữa. Đối với các khu vực vùng ven thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2020-2021, trong khi thành phố Hồ Chí Minh sụt giảm phân khúc căn hộ thì Bình Dương nổi lên về nơi cung cấp nguồn cung. Các dự án giáp với thành phố Hồ Chí Minh của Bình Dương gần như tiệm cận mức giá của thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là dọc các quốc lộ. Tuy nhiên, thị trường Bình Dương hiện nay cũng có sự sụt giảm nguồn cung. Nửa đầu năm 2023 không có nhiều dự án được mở bán ở thị trường này. Mức giá bán cũng đang có sự điều chỉnh giảm nhẹ trong bối cảnh thị trường đang khó khăn. Hạ tầng là yếu tố tác động rất nhiều đến thị trường bất động sản. Kế hoạch đầu tư công của chính phủ đối với khu vực phía Nam rất nhiều, từ sân bay, vành đai, các đường cao tốc và còn nhiều dự án cao tốc nữa ở khu vực miền Tây. Theo ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, giám đốc bộ phận tiếp thị nhà ở CBRE Việt Nam, chính phủ đang đẩy mạnh hạ tầng để thúc đẩy kinh tế, trong đó thị trường bất động sản sẽ được hưởng lợi. Đơn cử, ở khu vực phía Nam với các tuyến đường vành đai, cao tốc sẽ tạo ra xu hướng xây dựng các đô thị ly tâm phát triển bởi hiện nay chi phí cao, quỹ đất khu vực trung tâm không còn nhiều. Đây là cơ hội của Bình Dương, Long An hay các huyện vùng ven như Bình Chánh, Củ Chi của thành phố Hồ Chí Minh. Các hệ thống tuyến đường vành đai không chỉ ảnh hưởng đến thành phố Hồ Chí Minh mà cả khu vực Đồng Nai, Bình Dương, Long An, tạo nên sự thay đổi của cả khu vực. Hệ thống tuyến metro đã tạo nên diện mạo chung của cả khu đông thành phố Hồ Chí Minh. Các dự án mọc theo metro đã có mức tăng giá rất là cao. Cá biệt có dự án tăng gần 150%, ngoài ra các dự án tăng từ 50 đến 70% là rất nhiều. Điều này cho thấy hệ thống metro sắp đưa vào vận hành có thể thay đổi định hướng về đầu tư theo hạ tầng. Trong tương lai của thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển các dự án đô thị gắn liền với hệ thống giao thông, trong đó có các tuyến metro. Các cái thông tin về tích cực về cái việc mà chính phủ hỗ trợ cho cái việc đẩy nhanh cái việc giải ngân để phục vụ cho các cái công tác phát triển hạ tầng của khu phía Nam cũng là một cái điều khá là tích cực. Bởi vì bản thân chúng ta cũng thấy rằng là hạ tầng là một trong những cái yếu tố ảnh hưởng rất nhiều đối với thứ nhất là về giao thông, thứ hai là về thị trường bất động sản nói chung. Và cái việc mà có những cái thông tin hoặc là có những cái yếu tố thay đổi về kết nối hạ tầng cũng như là phát triển về hạ tầng xã hội nó sẽ giúp cho việc hình thành các cái cụm đô thị mới. Ngoài ra thì cái tâm lý nhà đầu tư họ cũng sẽ tích cực hơn khi mà thấy rằng là xuất hiện nhiều cái tuyến đường giao thông mới, hệ thống kết nối mới. Còn theo tiến sĩ Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế, sắp tới, các khu vực hạ tầng phía Nam sau nhiều năm trì trệ sẽ bắt đầu có những bước tiến mới tới năm 2025 khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành
đường Vành Đai 3 sẽ tạo bước đột phá cho nền kinh tế trọng điểm khu vực phía Nam. Bạn thấy sao về những nhận định của các chuyên gia? Liệu thị trường bất động sản phía Nam có làn sóng đầu tư mới từ cú hích hạ tầng? Quý khán giả hãy để lại ý kiến của mình ở dưới video nhé! Tín hiệu tích cực thì chúng ta cũng thấy rằng là đến giai đoạn cuối năm này thì rất nhiều các dự án đã bắt đầu tái khởi động trở lại. Và một phần nữa là rất nhiều các dự án trước đây bị vướng mắc về các cái vấn đề xây dựng thì họ cũng đã có được cái giấy phép xây dựng. Thì điều này cũng là một tín hiệu rất là đáng mừng, cho thấy rằng là những cái động thái của chính phủ hỗ trợ về các doanh nghiệp cũng như là các cái dự án về vấn đề pháp lý đã được tháo gỡ. Thì chúng ta vẫn thấy rằng là quý 4 thường là cái thời điểm thị trường sẽ sôi động. Và thì năm nay thì chúng tôi cũng dự đoán rằng là năm nay nó sẽ có sự tăng so với các cái thời điểm các quý trước, nhưng mà nó vẫn sẽ giữ ở mức tương đối là thấp hơn rất là nhiều so với cái thời điểm của năm ngoái. Hy vọng rằng là đến năm 2024 khi mà những cái chính sách hỗ trợ cũng như là những cái thay đổi phía ngân hàng nhà nước cũng như là cái sự hỗ trợ từ phía các cái doanh nghiệp thì thị trường năm sau có thể nó sẽ bắt đầu khởi sắc tương đối so với thời điểm năm nay. Dưới góc độ tài chính, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng việc giảm lãi suất liên tục trong thời gian qua không phải là cây đũa thần với doanh nghiệp bất động sản, vì họ không thể vay được nữa khi bất động sản giảm giá, trong khi họ sẵn sàng trả lãi cao nếu được vay vốn và thị trường tốt hơn. Chuyên gia Nguyễn Chí Hiếu kết luận, năm nay thị trường bất động sản vẫn chưa nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, bất động sản vẫn trầm lắng, ách tắc vốn. Dù vậy, thị trường bất động sản phía Nam cơ hội nhiều hơn từ các dự án hạ tầng lớn như sân bay Long Thành và Vành Đai 3. Các nhà kinh doanh bất động sản phía Nam cũng vô cùng nhạy bén với thị trường. Nhu cầu mua bất động sản tại thị trường phía Nam vẫn rất lớn. Từ đó, tôi dự báo bất động sản sẽ ấm dần lên vào năm 2024. Đồng quan điểm, tiến sĩ Sử Ngọc Khương cho rằng thị trường bất động sản vẫn đang rất khó khăn, thanh khoản cao cấp gặp khó, trong khi nguồn cung nhà ở vừa túi tiền với đại đa số người dân không nhiều. Trong khi đó, kinh tế khó khăn đã tác động đến thu nhập của đại bộ phận người dân, nên họ đắn đo trong việc quyết định mua nhà. Tuy nhiên, nhìn ở góc độ tích cực, theo tiến sĩ Sử Ngọc Khương, thị trường đang có những chuyển biến tích cực nhờ đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và các chính sách về tiền tệ của chính phủ. Ở một góc nhìn khác nó sáng sủa hơn là ở thị trường bất động sản là sẽ đa dạng sản phẩm hơn. Bởi trong thời gian vừa qua thì là chính phủ và ngân hàng nhà nước đã điều tiết thông qua các cái công cụ. Thứ nhất là chính sách về tài khoá, thứ hai là chính sách về tiền tệ. Thứ nhất là chính sách về tài khoá, chúng ta tăng trưởng đầu tư công. Tôi cho rằng trong thời gian tới thì với sự phục hồi của nền kinh tế cũng như cơ sở hạ tầng, đầu tư vào cơ sở hạ tầng sẽ giúp phía Nam này, đặc biệt các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng như nơi kết nối với phía đông của thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh về hướng bắc của thành phố, thì như vậy sẽ giúp các cái nền kinh tế địa phương sẽ tăng trưởng. Là đây là cái yếu tố quan trọng trong cái việc là đầu tư cơ sở hạ tầng. Và điều này thì nó sẽ tăng cái khả năng thu nhập của người dân, tạo công ăn việc làm. Đồng thời là bất động sản ở các cái khu vực này sẽ được hưởng lợi. Đó là nhận định của các chuyên gia. Còn theo bạn, thị trường bất động sản sắp tới sẽ ra sao? Liệu sẽ khởi sắc hay ảm đạm? Các bạn hãy chia sẻ ý kiến của mình bằng cách bình luận vào bên dưới video. Đồng thời, nếu thấy thông tin video bổ ích, hãy like, share và đừng quên nhấn subscribe kênh để chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều video hay và hấp dẫn về thị trường bất động sản nhé.